Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Du Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã Đông Hòa Hiệp của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết rồi nha cả nhà. Gần hết Tết rồi. Hôm nay Toàn vào đây Toàn quay ba cái Toàn cùng với chí Đường nè. Cưa phá bỏ cái mấy cái bờ cây nè cả nhà. Đó, dòng hết luôn. Tại vì chuẩn bị trồng sầu riêng á, nên là đốn hết cho có ánh nắng vào, sầu riêng nó mau phát. Thì ba cái Toàn đang chuẩn bị cột treo cái cây này qua qua, tại vì nó đang ngã qua cái vườn sầu riêng bên đó. Nãy giờ thì ba cái Toàn đã cắt hạ trước ba cây. Ba cái Toàn cùng với chú Đường đang luồn cái sợi dây lỡ lên cái nạng của cây giấy ngựa nè, để treo cây giấy ngựa bên đây qua. Đây, Toàn đứng bên này thì cả nhà có thể thấy được rồi, nó ngã, nó nghiêng qua. Nghiêng qua vườn sầu riêng với cái bụi chuối dưới kìa. Giờ treo cho nó đánh võng ngược về hướng này nè. Chưa được cắt cái cây nhỏ trước. Đây ta đắp mô sầu riêng lên hết trơn cả nhà. Ba Toàn thấy tình hình không xong rồi cả nhà. Cái nhánh này nó nằm thấp dưới quá nè, ngang thấp hơn cây sầu riêng luôn. Nếu mà họ cắt đó là nó sụp xuống là nó sẽ quơ qua quẹt cái đọt sầu riêng. Bởi vậy ba có cần phải cắt cái nhánh nó treo xuống nha cả nhà. Dưới có cái bụi chuối đang tốt quá, bởi vậy ba có cần cột treo cái nhánh này. Dính dây chứ đừng ơi. Có đạp ngược về không? Đó. Cái này nữa hả dạ? Ừ. Ta
Cái này thì ba các bạn sẽ xuống dưới góc cắt cho nó quơ, có một người kéo cho nó quơ từ từ qua cả nhà. Rồi xong cái cọng dây lỡ đó vịn lại cho nó, khi nào mà nó qua gần hết rồi là buông xuống. Buông xuống cho nó ngã về đây nè. Đánh võng qua. Giờ ba cái tòng quấn vô cây, quấn vô gốc cây dừa vì lỡ trời thì má đã máng vào cái nạn của cây giấy ngựa kia. Giờ ba có toàn xả luôn, chứ đường thì kéo cái sợi dây nhỏ. Này thì không có cắt chừa, cắt mở miệng nha cả nhà, cắt chừa cái da lại. Cái này nãy nó có cái gò đất đây cả nhà không thấy được qua cái tuần cái lúc mà nó vừa qua ở buông dây ra. Tuần quay không thấy được cảnh đó. Đây, cắt không có mở miệng chừa miếng da à, cho đánh đánh võng qua. Nãy ba có toàn chừa miếng da vậy nè cả nhà. À, cây giấy ngựa này thì nó chung họ với cây sà cừ á cả nhà. Mà sà cừ thì thịt nó không dai bằng cây này. Cái chuồng cu đinh cái con ba ba đó, còn tôi thiết vô mình phải mé chứ mà thầy ngã vô nó đập mà hư con tao công lời dữ lắm mà tao thay thế. Ô thì giờ nó cứ cưa luôn mà. Nhà ba có lần lại đây cưa cái cây sầu riêng luôn nha cả nhà, cưa sầu riêng trước rồi mới cưa mấy cây kia ngã xuống được. Sầu riêng này là cây sầu riêng hột, từ hột nó mọc lên nè, hồi xưa lâu lắm rồi mà đang có bông luôn mà đốn cũng khá tiếc nha cái này. Chủ nhà nói là cái hột nó bự hơn cái mua, cái hột nó bự hơn cái thịt. Nàng nó đang gãi.
sầu riêng này tại cái hột nó bự quá cả nhà, cái muối cơm nó không có, cơm nó không có nhiều nên mới đốt bỏ. Sầu riêng này theo như cây của Toàn á là Toàn sẽ cắt cao lên khoảng 1 mét về ghép ghép nhánh vào. Cái lúc đó thì cái nhánh sầu riêng á và cái gốc quá bự á nó đủ lực để nuôi á cả nhà, nó mau lớn lắm. Theo qua bên đây thì bà có thằng cưa hạ gốc cây sao luôn. Cả nhà ơi, đây nè, cái này là đó là một cái tật nhỏ bị chặt hay gì nè, mày hư cái tim á, ở bên kia chứ, cái mặt dưới á, chặt là nó lên lại. Cái này quá trời dài luôn. Chiều ba có tuần tiếp tục cưa nha cả nhà. Hồi sáng hồi trưa cưa hạ có mấy cây à, mà tới giờ trưa rồi phải nghỉ trưa. Đường qua nó chỗ nhánh nó đẩy cái gốc qua. Ủa
Đây có mấy chú lại kéo phụ cái cây dừa nè cả nhà. Cây dừa này ngã qua rừng quýt. Chiêu chó vô nghe, đầu cái vừa đỏ. Ồ, hết vô này. Quá đỏ luôn. Ồ, cái này làm đổ bếp. Cái này làm đổ bếp, đổ ăn gì là đổ nhất luôn á. Cái này mới có cắt tới đâu vậy không? Khủng quả cái gốc vừa. Cái này làm đổ bếp, đổ ăn ngon lắm nè. Ừ. Lợi nhất luôn á. Tới đó còn già. Đường có tuần thì tiếp tục leo cọc dây cái mấy cây bên kia cả nhà. Cho ba có tuần đỡ mệt. Đây trong đây còn mấy cái cây tao cao cao này nè. Đó. Ba có tuần còn leo nhiều cây á. Không biết quéo chân cả nhà phải đi đu vậy, mỏi dữ lắm luôn á. Không biết quéo chân. Quéo vô thì đỡ, phải gùng lực hai cái tay. Hay chứ đường ơi. Ồ mai bây giờ thấy gì nó ấy nhẹ cho tùm lum chứ. Mấy mày mấy chú nó bỏ luôn. Quá trời cây này già nữa rồi. Đen luôn rồi, hết đỏ luôn rồi. Cắt 2 mét mấy nó cầu luôn. Vừa nó già rồi. Cái dạng chứ nó cầu luôn. Đen luôn. Ô vừa. Tới chú thằng kia đứng luôn. Thấy ổng chịu chạy luôn á. Không chạy luôn. Mấy cây dừa này đó chắc trong gặp á cả nhà. Bởi vậy nó nhỏ xíu cây à. Mà thân dừa nó càng nhỏ thì nó càng già. Cưa hạ cây da luôn. Chết cái miễu.
ba có toàn đi không mang dép phải bị gai đâm chân. Tiếp tục leo cái cột dây cây giấy ngựa cả nhà. Quá tối rồi. Thì đúng cây giấy ngựa với lại cây cây dừa luôn nha cả nhà. Mấy chú yếu nói mấy cây mai này có gãy bỏ hết. Vừa kéo vô đây luôn nổi không? Ủa? 500 anh em đây mà. Thì vừa này ngã quá, nghiêng qua bên kia quá trời luôn. Cái này nó cao nè cả nhà. Cái dừa gì nó dài ghê thì chứ. Cái lớn tuổi của tôi luôn. Cây này khoảng 50 năm chưa? Trên 50 năm. 44 tuổi mà nó còn trên hơn tôi nữa đó. Mẹ tán đang sạch chúng cái mai này. Không sao đâu mấy em ngồi đâu. Đây hả? Cặp đây hả? Nhưng mà cái né đây sạch chúng cái thân xuống mương. Mai mấy chú nói thôi chờ thoải mái. Qua bản luôn rồi. Đây có cái miếu nè cả nhà. Miếu này tao không biết thờ gì đây. Thôi các bạn leo lên cột cái thân cây me này, cưa cây me này luôn cả nhà. Con đeo anh đây luôn chị. Con qua mấy cây con. Ở đây đông dân nên là chỉ cần cột thấp thấp thôi, không cần cột cao. Thì đủ lực kéo. Nhanh này cho em biến đầu nè. Thôi anh chứ. Dùng trời cái me có lỗi luôn rồi, me nó có lỗi luôn vậy, có lỗi luôn rồi. Cái thép cây rồi, cái me này làm thớt hết được rồi. Cái này này thì hồi chú đường có toàn cắt nhánh sao nha cả nhà. Giờ ba cái thằng vô nghỉ mệt chú xíu rồi cưa mấy cây kia. Vô cây giấy ngựa này luôn gì.
cây giấy ngựa cả nhà. Thì bà các bạn leo lên cắt bớt nhánh mấy cái cây của cái cây giấy ngựa này kìa. Cây này thì bà mình lên mé bớt nhánh. Đây, có nguyên cái hồ nuôi đó, nuôi ba cua đinh gì nè. Cái này toàn là ton tiếp gô không cả nhà. Nó bằng xi măng á. Nó rất là mềm luôn. Nó quẹt cái là nó bẻ. Bây giờ ba cái thằng mới lên cắt nhánh bớt. Cái tiếng mấy cười đằng kia là chú đường của toàn đang cắt tỉa cây me. Hồi nãy ba cái thằng có cưa hạ gốc cây me đó. Phía bên kia là nguyên một cái vườn mít luôn. Mềm bịp ở bên kia dừa nay. Trời nắng quá, nắng luôn cả nhà, nắng ghét da luôn á.
cái nhánh đó thì đang gieo ở vườn mít, bây giờ ba có đoàn mà cắt cho nó sụ sụ rồi nắm tay quăng về ngược chứ về á cả nhà, nó không có rớt qua cái vườn mít. Trong lúc quay thì có sai sót hoặc là Tòng có nói chuyện gì sai sót thì Tòng rất mong cả nhà thông cảm và bỏ qua cho Tòng nha. Cây này sà cừ ở giấy ngựa này tốt hơn sà cừ mà thịt nó dai. Chú bài bậy nên thì ta ăn chết bèo. Oh.
dân nó đẹp cả nhà. Cây này quá tốt luôn. Cái cầu ngang nó 2 mét luôn. Rồi, vậy là ba cái tuần cũng đã cưa xong mấy cái cây đơn giản rồi cả nhà. Giờ còn hai cây dừa rất là cao, rất là khó luôn. Với lại một cây tràm vàng này. Và video này tuần thấy cũng khá là dài. Tuần cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.